Vâng, hôm nay bầu trời thì xanh ngát, không một gợn mây luôn. Vâng, lại là em đây. Trong buổi chiều hôm nay lại là tiếp tục một clip giới thiệu sản phẩm khác. Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày tháng 11 năm 2020. Thì trong màn này nhỏ quý vị, hiện tại thì nhà em vừa hoàn thiện xong một bộ đồ thờ của một khách hàng ở tại thành phố Việt Trì, gia đình nhà bá Nga. Ngày em đã hoàn thiện xong cái đơn hàng của gia đình nhà bá Nga ở thành phố Việt Trì rồi, thì em có quay lại cái video clip làm kỷ niệm với gia đình bá, cũng như là để giới thiệu cho mọi người quan tâm những cái sản phẩm đồ thờ như vậy. Đây. Bộ đồ thờ này thì là sử dụng là chất liệu gỗ mít ta, và mẫu sập thờ là mẫu sập thờ Mai Điểu. Quý vị nha, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ sập đây. Rất là đẹp. Được nét hoa văn đục chạm rất là đẹp. Đây là sập thờ Mai Điểu. Và kích thước thì là chiếc sập thờ này có kích thước là chiều ngang là 1m97, cao là 1m17 và sâu là 1m07 quý vị nhá. Còn chiếc bàn cơm bên dưới này có kích thước là ngang 1m27, cao là 47 và sâu là 60. Tất cả đều được chạm theo mẫu giống nhau, là mẫu Mai Điểu. Cùng một mẫu. Đó, nhìn thấy là rất là đồng bộ và như là đẹp. Để đi vào đường nét chi tiết hơn về cái sản phẩm này. Thì chiếc sập này thì có cái phần chân này là chân cây này là kích thước là chân 18 quý vị nhé. Kích thước là chân 18 là đục theo mẫu là sập thờ chân cây. Bên dưới này có ba trái đào này. Bên trên này có hoa đào rủ. Đây, phần dạ này của em là đục chạm là thủ công bằng tay. Phần dạ đục chạm thủ công bằng tay. Toàn bộ đường nét hoa văn những cái bông hoa này đục chạm rất là sắc nét. Đó, và cũng đã hoàn thiện sơn BU rất là kỹ, rất là bóng rồi. Đường nét đục chạm thủ công này cực kỳ là nét na tỉ mỉ quý vị nhé. Đây là những chú chim này đục chạm khác rất là đẹp, hay là những bông hoa mai. Hoa mai, và đây là chim thì gọi là điểu, gọi là sập thờ Mai Điểu. Chính giữa này là có rơi, rơi tượng trưng cho phúc. Bên dưới này là chữ thọ này. Đó. Phúc thọ. Bên phần cổ này thì có dòng trầu cuốn thư. Đây, cuốn thư là tượng trưng cho văn võ song toàn này. Đây là chữ hỷ này. Đây là dòng tượng trưng linh vật, sức mạnh của dòng. Đây là có hình ảnh bầu rượu, những trái đào, hay là 5 đồng tiền tượng trưng cho tài lộc. Bên trên là phần ván mặt gỗ mít. Ván mặt gỗ mít. Tất cả 100% là chất liệu gỗ mít. Cam kết không rác. 100% chất liệu gỗ mít ta quý vị nhé. Phía bên dưới phần bàn cơm cũng như vậy. Mẫu cũng y hệt như vậy. Và quý vị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng ở đầu gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086. Website đầu gỗ tùng8.com, cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và sau khi kết thúc video clip này thì tôi sẽ tiến hành vận chuyển và bàn giao bộ sập này cho khách hàng gia đình nhà bá Nga tại thành phố Việt Trì. Ok, mọi người đã bớt chút thời gian để xem cái clip giới thiệu về bộ sập thờ này. Xin chào và hẹn gặp lại cho những video clip khác.